Ừ, rồi tới phiên anh, em xong cái đã. Ừ, xong. Ổn. Nó hơi thiếu một cái cầu vai chỗ này, xíu nữa cuốn lại sau nha. Dạ. Để nó mới ngầu. Mấy thầy mấy thánh làm cái gì vậy? Muốn gì vậy? Bị gì vậy? Bị cái gì là bị cái gì? Mày hỏi cái gì? Ủa sao tự nhiên ngồi quấn cái quần gì trên người đây? Quấn cái này là mày quấn quần bắt mày để đâu vậy? Chứ làm cái gì vậy? Cái này là giáp chống sốc của tao. Chống gì? Chống sốc. Mày cười mày khóc vậy? Tao cười vì sự vô tri của hai tụi bay á. Sao vậy? Anh cá, anh ngồi đây mà anh không cản tụi nó anh cá. Sao cản được? Có bao giờ cản được tụi nó làm gì đâu. Trời ơi chán ghê luôn á mấy cha ơi. Em thử em cản coi có cản được không? Ủa mà sao cản? Ủa tự nhiên tao đang thắc mắc mày. Mà mày quấn nó lên người làm gì? Cái này là giáp chống sốc. Lỡ mà đi vô trong đó, địa hình bối cảnh này nọ mình không quen đường, giáp té cái đùng hết. Cũng có. Đó. Nó đỡ cho mày khoảng 80% công lực á. Thôi, tao thấy nó tào lao. Chết, chứ không mấy đứa tào lao như mày nữa. Lỡ vô đó bị gì là đừng có chửi tao à. Thôi, được chửi làm cái gì? Chưa, đây, chảm ma kiếm. Hả? Mày đừng có diễn cái mặt đó với tao, tao biết mày không hiểu đâu. Nói sao nghe vậy đi. Vô tự thiên thư. Mua 30.000 là trời lớn. Wow. Quạt ba tiêu. Mua 12.000. Mày thấy đơn giản vậy thôi. Tới lúc cần nó sẽ phát huy công dụng. Muối hột. Ừ. Gạo. Vô đó mày nấu cơm à? Nấu cho mày ăn hay gì? Chứ mày đem heo làm gì? Tới đó rồi biết. Nó hỏi nhiều quá. Ủa đi cá. Đeo cái túi gì bự vậy? Đừng nói anh mang theo nha. Ngoài xe còn cái nữa. Cái này là một túi thôi. Anh đem túi này vô đó làm gì? Thì nhiều khi ở trong đó mà vui quá mình camping trong đó được luôn. Phải đem theo đủ đồ cần thiết chứ. Mình có mang đủ đồ cho mấy đứa luôn. Ừ. Anh có đem viên cho em không? Có luôn. Đúng là ba anh em chơi thân với nhau. Đồ ăn đủ uống có đủ luôn. Ê, vô đó đừng có xin nha. Em sao dám xin được. Nếu mà mọi người có ý tưởng mà camping ở đó thì ba người chế nhau đi ha. Em chỉ còn vô đó em chụp hình check in xong đi ra là được rồi. Nhưng mà mày phải chuẩn bị tả đi. Chị, mày nghĩ trong đó có toilet hả? Vì tao mắc rồi tao chạy ra ngoài tao đi thôi. Có luôn. Cá chuẩn bị chu đáo quá vậy. Đúng là cá xưa quên hả? Thôi chừng nào đi. Thì quấn xong đi, quấn cái tay... Không, tao nghĩ ra rồi Hương ơi. Anh lấy nghĩ gì? Cái này không thì cũng chưa đảm bảo an toàn cho tính mạng tao lắm đâu. Bây giờ chơi tới luôn đi. Mày quấn hết người cho tao. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả phải giữ im lặng. Di chuyển hay làm gì cũng không được phát ra tiếng động biết chưa? Ok. Mày là cái thằng ồn nhất á. Ủa là yên lặng dữ chưa? Mày mắc gì mày? Mày đứng cối. Mày mắc gì mà mày bị bù cái chân mày chi nữa vậy? Miễn sao nó an toàn là được rồi. An toàn gì mày an toàn? Mày đừng làm ồn nữa, người ta nghe bây giờ. Ơi, thôi đi bình thường luôn đi. Cái gì? Cái giếng. Sao bữa không để ý ta? Khoan. Im lặng. Áo tràng của mày rớt kìa. Bỏ đi không quan trọng nữa. Ê, tính ra nếu mà nó đi nhanh hơn thì nó đỡ ồn hơn á. Đủ. Ê, cá bóng bèn bèn, cá ăn lên cơm bạc, cơm nhẹ, cơm vàng. Không thuộc bớt hát đi. Không cơm nè. Lấy muối ra, Muối gì? Giờ sao có mở cái nắp cống này ra không? Cái này là cái nắp giếng. Có mở cái nắp giếng này ra không? Không, mở chôn mày hay gì. Chứ giờ lấy hốt một nắm thôi. Nắm? Ừ, đây, đưa tao. Chưa đây nó có gì? Ủa gì đại muối ghê vậy? Có gì dưới hả? Sao vậy? Đúng rồi. Thấy chưa? Anh thấy con mắt em tin không? Em có cảm giác mà. Đúng rồi nó rồi. Sao? Nó là cái gì? Trong Vô Tự Thiên Thư ghi rõ nè. Ừ. Nó là cái giếng. Không biết là cái giếng rồi nhưng mà ở dưới có gì? Ở dưới nó có gì không? Ở dưới có gì thì phải dở lên mới biết được. Nhưng mà khoan. Sao nữa? Trong này có ghi nha. Ở đây là cái giếng ngày xưa là cái nguồn nước của cả làng. Nhưng mà nó có một cái tên khác nữa. Cái chữ ngày xưa nó có tên là cái đấm nữa. Cái đấm là sao nữa? Cái đấm là cấm á. Ê, mày
thì cấm nó, cho nên mới là nguồn nước của làng. Ủa vậy nói chung là không có gì trong đây nữa hả? Có thể là không có gì hết. Ủa vậy mất gì nãy giờ mày nói vòng vo chi vậy? Ủa mày chỉ qua đây thì tao qua đây chứ. Cục gãy muối làm gì? Ừ, tao chỉ qua thì tao lỡ có gì trong đó ai biết được, tại dấu vàng dấu bài mày đó. Mày bớt chỉ bài chỉ bà đi, làm tao tốn thời gian không à. Rớt áo choàng áo mưa gì của mày đó. Thôi bỏ đi, không quan trọng. Thôi nè, bây giờ nhớ nè. Sao? Mục đích của mình tới đây là làm gì? Thám hiểm nha Hoan. Ừ, nhớ nha. Thám hiểm thôi nha Hoan. Mày ở nhà mày đừng có làm tốn thời gian của tao nữa nha. Tốn gì mà tốn. Gặp cái gì cũng chỉ hết. Dừng lại Hoan anh ca. Ủa mày làm cái gì vậy Tình? Mày đi ổn quá. Rồi thả hút. Ok thả. Được rồi Hưng. Dạ. Tiến lên mở cửa đi. Thôi em không dám làm đâu. Sao mày không dám làm? Sợ lắm. Không ai làm đi. Có tao đứng đây mà mày sợ gì? Đúng rồi, vô đi. Gì vậy? Gì vậy? Thôi không, cái vấn đề là tao chỉ nhắc mày gọi nên gõ ba cái trước khi vô nhà thôi. Ừ, mắc gì mày? Mắc gì la làng lên? Tôi sợ nó gõ một cái phạm kỵ. Mày la nó mới sợ đó. Có sợ không? Rất sợ. Sợ lui ra sao Tình, lên đi Tình. Cái gì? Mày vô đi mày. Sao vậy? Ủa mày là cái thằng đầu đàn mà mày bảo vệ hộ mày mà. Không, tao không, phải đứng sau. Đúng rồi đó. Em lên đi. Đúng mà được cái miệng không làm được nhá. Lui lại. Yên tâm, mày có chuyện gì tao không vô đâu. Ê khoan. Học kia gồm ai, ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tác.